rất là thơm nha các bạn. Nó sôi lên đi ngang đây mà, ngang ngoài đường thôi đó, đã nghe nước mũi rồi đó. Ở đây một ngày bình quân là mình bán nhiều nhất tối đa bao nhiêu tô nhiều? Tô thì chị nói chị đếm không có được, nhưng mà khoảng 5 sọt cái bún này, 5 sọt à. Xin chào các bạn, hôm nay hãy cùng địa điểm ăn uống khám phá xem tại khu vực Gò Vấp này có một quán gọi là quán mắm cua. Địa chỉ là 451 Phan Huy Ích, phường 14 quận Gò Vấp. Nơi này luôn tấp nập người ra vào từ 11 giờ đến khoảng chiều tối luôn. Hãy cùng mình khám phá xem nơi này tại sao lại đông khách như vậy nhé. Bây giờ mình đang lên đồ luôn á hả chị ha? Đúng rồi, khoảng 4 giờ là mình lên đồ bán. Giờ em thấy có buổi sáng mình có bán nữa. Có, cái mưa thì mình lên ít thôi. Bao lâu rồi chị ha? Trên 10 năm á. Chị làm đây đã 11 năm rồi, là quán đã có rồi. Ngày là mình bán được mấy ký mực gì chị ha? Khoảng 40-50 ký á. Dạ. Wow. Là bỏ mối mỗi ngày mà. Đây đúng là rồi. Mực quá trời mực luôn các bạn. Ở đây em thấy có mực này, có tôm nữa nè. Đúng rồi. Có tôm nữa nè, tôm tươi quá trời. Ở đây em thấy có đầu cá nữa nè. Ở đây có heo quay nè. Heo quay là mình đặt quay hay là sao chị? Ở nhà quay luôn. Ở nhà mình tự quay luôn. Đúng rồi, có cái lò phía sau kìa. Và là quay heo quay, heo quay tự mình đặt tự quay luôn. Tự quay tại nhà. Sáng làm quay luôn. Ví dụ như khách muốn mua thì sao ạ? Có em bán. Có 250 một ký. À, mua lẻ đó. Giờ mua lẻ 250 một ký. Có giả cá nữa. Cá ớt nhỏ. Mắm của mình đó là đặc biệt nhất là cái phần nước dèo nè. Đúng rồi. Em thấy nãy giờ em đứng ở đây là em chịu không hết nổi rồi đó, nó thơm quá trời thơm luôn. Không có bí quyết gì trong cái này mà mình giữ chân khách hàng bao nhiêu lâu nay không chị? Thì bây giờ mắm thì người ta bỏ mối á, thì về mình nấu mình rây thôi, còn nêm nếm thì cô chủ nêm. Rất là thơm nha các bạn. Nó sôi lên đi ngang đây mà, ngang ngoài đường thôi đó, đã nghe nước mũi rồi đó. Thì đặc biệt ở đây em thấy một người ăn nó vẫn đập vô mắt liền luôn. Mắm linh với mắm sặc á em. Ở đây một ngày bình quân là mình bán nhiều nhất tối đa bao nhiêu tô nhiều? Tô thì chị nói chị đếm không có được, nhưng mà khoảng 5 sọt cái bún này, 5 sọt à. 5 sọt. Ừ. Giờ rau là mình có mấy loại tất cả chị hả? 7 loại đó. 7 loại à. À. Giờ ở đây là một loại rau là như là cái gì chị? Cái này là bông súng kèo nèo. Dạ. À, muống. Rau thơm nè. Giá đó chuối rồi trong cùng là rau đắng. À, giá dao động của một tô mình là bao nhiêu? Bây giờ hiện tại bây giờ là 70-80. Tô thường 70 cơ. Dạ. Còn đặc biệt thì 80. Khác nhau ở chỗ nào chị ha? Chị thêm đồ ăn vô. Dạ. Đó như đây đặc biệt. Đồ ăn mình dùng sẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Cái này mình chế vô rồi mình chắc lên cho nó nóng nhé. À dạ. Cho thức ăn với bún mà nó nóng. Rất là để tâm khách. Quán mình mở cửa từ 10 giờ sáng ha, tới tối 10 giờ. Ở đây thì có một phần đây là tô đặc biệt các bạn ha. Đặc biệt là nó có nhiều đồ ăn hơn, nhiều rất là nhiều topping luôn. Đây, còn đây là tô thường cũng vậy thôi. Tràn tô. Đặc biệt không thể thiếu đó là mắm me. Mắm me. Dành cho mắm.